nó ra đầy lắm không ạ? Đầy lắm à? Đầy lắm. Đầy ngoài miệt phẳng. Đầy đâu? Ui dồi. Đầy thế. Thế nhưng vẫn hơi vơi thì phải. Không. Này này, thế có dã man quá không? Người ta sống ở Đức không đầy quá. Thế vẫn còn đầy một ít. Đức đầy. Uống đi, uống đi, uống đi. Thế giờ con đang muốn bánh quả hành gì? Phẳng anh thì không chụp. Không chụp nữa. Câu quả trứng nữa. Uống đi. Để bạn uống hết đã rồi anh em chơi tiếp nhá. Không phải vì bạn vì vì bạn vẫn thiếu một cốc nữa mà gánh cân một người ba cốc. Còn cốc nữa. Mà cái chai đúng rồi, cái chai còn đúng một cốc nữa này. Cố lên. Này nước phải ngon này. Nước ngon thế. Nước lọc ngon. Nhìn lên kìa. Nước lọc pha ngon hết. Còn anh. Chụp đâu. Không, hôm nay tôi đánh bài ăn cái bỏng dài dài này, thế mới chết. Bỏng gì? Ông cứ ù. Tôi có bé đâu. Con đâu? Thôi bạn muốn uống nước ấy, thôi được vào uống không được. Chỉ còn Tuấn Anh là có khả năng uống nước đấy, tôi chưa uống giờ nào. Và sẽ không uống giờ nào. Tuấn Anh.